như đã nói thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những trường hợp khi đi du học mà không cần IELTS. Wow, nghe có vẻ sướng tai đấy. Tại vì không có ít khi mà chúng ta nghe về đi du học mà không cần IELTS á. Vậy thì chúng ta cùng hiểu. IELTS trước hết là gì? IELTS là một cái chứng chỉ thi tiếng Anh quốc tế để đánh giá cái trình độ tiếng Anh của các bạn. Vậy thì chúng ta không cần IELTS. Điều đầu tiên chắc chắn là khi mà chúng ta đến du học một đất nước mà không dùng IELTS, à quên, không dùng tiếng Anh các bạn ạ. Đúng rồi. Tức là các bạn học một cái chương trình học mà không sử dụng tiếng Anh thì chắc chắn là các bạn không cần IELTS để làm gì hết. Đúng, chính xác. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta đi học một chương trình ở bên Nhật hoặc là Hàn Quốc chẳng hạn, và đó là chương trình tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc, thì các bạn đi thi IELTS để làm gì? Đấy là một điều hiển nhiên rồi, chúng ta không cần IELTS trong trường hợp này. Thế nên nếu như tiếng Anh và bản thân IELTS là một nỗi sợ của các bạn thì các bạn hãy tìm đến du học một đất nước mà không sử dụng tiếng Anh nhé. Trường hợp thứ hai, đó chính là khi mà bản thân trường mà các bạn apply hoặc là hệ thống giáo dục của bên nước đó chấp nhận cho các bạn làm bài kiểm tra đầu vào thay thế với IELTS. Wow, tức là mình không cần có IELTS, mình chỉ cần qua bài kiểm tra đấy là mình có thể được nhận vào. Đúng vậy, IELTS. Chính xác. Và trong trường hợp như thế này thì các bạn sẽ làm một bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Nếu như các bạn đạt đủ cái điều điểm tiếng Anh đó tương đương với cái điều mà điểm IELTS mà trường người ta yêu cầu ý, thì các bạn sẽ được miễn IELTS. Hoặc là nếu như các bạn bị dưới cái mức điểm yêu cầu đó thì các bạn chỉ cần học thêm một khóa tiếng Anh nữa thôi. Và sau đó chúng ta sẽ được vào thẳng chương trình học của họ rồi. Nghe như vậy thì khá là easy cho chúng ta đúng không chị? Và một trong những cái quốc gia mà áp dụng cái chính sách cũng như là có rất nhiều trường đồng ý chấp nhận với cái hình thức như thế này, lấy đơn cử ví dụ như là các trường ở Mỹ mà đặt trụ sở campus ở Thái Lan chẳng hạn đó, hoặc là các trường ở bên Singapore và cũng như là Malaysia. Wow, vậy thì chắc chắn là nếu như các bạn đang ngần ngại thi IELTS thì có thể lựa chọn những các trường này, tại vì mình chỉ cần làm một cái test thôi. Và test thôi mà nó là còn free nữa các bạn, trong khi đó mình còn phải trả phí thi IELTS lên gần 5 triệu đúng không? Đúng rồi. Con số rất là lớn. Tiết kiệm chi phí. Và trường hợp thứ ba đó là nếu như các bạn không muốn sang những đất nước, ví dụ như là Thái hoặc Singapore mà các bạn muốn sang thẳng, thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tài chính của các bạn phải thực sự mạnh. Tức là nếu mà tiền không mua được IELTS nhưng mà có thể chứng minh được mình đủ mạnh thì các bạn có thể vẫn được sang các quốc gia để học bằng việc là tham gia các khóa học của trường đúng không ạ? Đúng rồi. Thì ví dụ như là một số nước như là Canada hoặc Úc chẳng hạn, một số trường chấp nhận cho các bạn cũng làm các bài kiểm tra test đầu vào như vậy. Và nếu như các bạn đạt đủ cái điều kiện đó thì các bạn vẫn được nhận vào học. Tuy nhiên song song với đó, cái giấy tờ về tài chính các bạn sẽ phải chứng minh nhiều và người ta sẽ quan tâm đến cái giấy tờ tài chính nhiều hơn rất là nhiều. Đó, nếu như các bạn thực sự tự tin và cái hồ sơ tài chính, năng lực tài chính của bản thân gia đình các bạn rất là mạnh thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Và trường hợp cuối cùng mình nghĩ là đối với những bạn mà có các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương với IELTS và được chấp nhận ở một số trường thì vẫn không cần IELTS nữa. Tức là IELTS thực ra là nó giống như là một cái bài kiểm tra phổ biến nhất. Tuy nhiên nếu như chúng ta không thích IELTS thì chúng ta vẫn có thể thi các bài thi khác, ví dụ như là TOEFL hoặc là PT chẳng hạn. Miễn sao đó là các bạn đạt được cái số điểm tương đương với số điểm yêu cầu với bài thi IELTS thì chúng ta đều được chấp nhận hết. Tuy nhiên thì đối với các bạn học sinh ở Việt Nam thì em thấy là chứng chỉ IELTS vẫn là phổ biến nhất, và việc đấy thì giúp mình dễ ôn hơn và có nhiều chỗ để học tập hơn. Vì nó quá phổ biến mà, thế nên là thực ra là chỗ vẫn là lựa chọn everywhere nhất của các bạn du học sinh. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì các bạn du học sinh ơi, không biết là các bạn là một trong bốn trường hợp trên hay là các bạn là ở trong một trường hợp thứ năm mà bản thân các bạn cũng không biết là mình phải làm gì, thì đừng ngần ngại mà inbox fanpage của 7EDU để bọn mình có thể hỗ trợ được các bạn một cách chi tiết nhất. Và một lần nữa, nếu như các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để bọn mình có thể càng ngày phát triển kênh YouTube một cách nội dung một cách tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.